Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một chiếc TV Samsung UA32FH 4003. Con này thì nó có 32 inch thôi, nên mình không đưa lên giá sửa làm gì cho nó mất thời gian. Mình chỉ đặt tạm cho cái chiếu, tại vì vừa ăn cơm xong tiện thể làm. Khách mang đến từ sáng nhưng mà thấy khách bảo là đứt cầu chì, nhưng mà mình bận quá chưa làm, giờ vì tiện thể thì bỏ xuống chiếu làm luôn. Thì mình đã mở bốn con ốc ra, tất cả con ốc ra rồi để đỡ mất công quay video nó lâu. Giờ mình sẽ nhấc cái lớp đi ra đây, các bạn là nhìn này, nội thất này, ở ra cái này nhìn thấy rất bẩn ấy, một chú thạch thùng này nữa này. Đấy đấy, bây giờ hiện tượng của nó là đang cắm nguồn vào mà không có đèn báo ở đây, ở góc này nó có đèn báo này nhưng không có đèn báo nhá. Thì giờ đối với cái dòng Samsung này, mình hướng dẫn các bạn này, các bạn rút cái cáp nguồn lên bo điều khiển ra này, cắm điện vào. Nếu mà rút cáp này lên bo điều khiển này, nếu mà cắm vào mà cắm nguồn vào mà led sáng, led này sáng này thì nguồn tốt nhá, còn nếu mà không led không sáng là phần nguồn là có vấn đề. Thế là ta cô lập bệnh đây, ta cô lập bệnh đây rồi. Ok, led không sáng này, các bạn nhìn qua các lỗ này, led không sáng này, đây led không sáng chứng tỏ là con này nó đang bị bệnh về phần nguồn nhá. Như vậy là chúng ta đã biết là nó đang bị bệnh ở phần nào rồi, chúng ta loại trừ được. Rút điện ra đây, rút điện ra, chúng ta xả tụ các bạn nhá. Bệnh mà nó không chạy máy là nó hay tụ, nó hay dính điện lắm. Thì mình đo điện cho các bạn biết này, đo tụ điện nó lên này, đấy có lên đó các bạn. Đấy thì mình đo đầu bộ kim cho các bạn biết, là mình hướng dẫn các bạn luôn cách kiểm tra. Đây các bạn nhìn này, nhìn đầu bộ kim nhá, đầu đây mình đo tụ này, đây bao nhiêu volt, 7,4 volt, thì nó còn ít ít điện thì chúng ta xả bằng quay đồng hồ luôn này. Còn nếu mà nó đang còn volt cao thì các bạn phải lấy bóng đèn hoặc là gì đó để các bạn xả nhá, điện trở xả. Rồi bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nguyên cái khu vực này này, chạy từ đây đi vào đến đâu, chạy từ đây khoanh vùng từ đây đến đây. Nguyên phần này là phần sơ cấp, còn nguyên cái phần đổ về đây từ cái vạch trắng này đổ sang đây nó là phần thứ cấp nhá. Thì thứ cấp của nó, chúng ta quan tâm đến thứ cấp. Đầu ra của nó đây, nó có các mức điện áp này, 1 này, 2 này, 3 này, đây này, một mức này, hai mức này, ba mức này. Tức là hai con diode này là một mức điện áp này, con này là một mức điện áp, con này là một mức điện áp. Thì giờ chúng ta sẽ đo đầu ra tại các đấy xem nó có chạm chập gì không nhá. Các bạn để đồng hồ đo thông mạch đi, đo thông mạch đây nhá. Đây này, một con bị này, đấy đấy, một con bị này, hai con bị đây, con này không kêu này. Đấy, chúng ta đo thông mạch. Đấy, không kêu. Thì nó đã chập cái đầu ra này rồi. Thì thông thường cái đầu 13V này là hay bị chập này, nên nó ghi bằng 13V này. Đối với dòng Samsung này này, dòng 4003 hoặc là 4001 thì nó hay bị chập cái lỗi đầu ra này nhá, tại đây này. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra. Tháo hai con diode này ra, mình đo kiểm tra xem nó chết cả hai hay chết một con các bạn nhé. Là chúng ta sẽ sửa được ngay. Bệnh này thì trước tiên là chúng ta kiểm tra cái phần tải đầu ra như thế đã. Quá đơn giản. Nếu đối với cái bệnh này thì mình làm nhiều cái dòng này mình biết này. Nguyên cái phần thứ cấp này nó có ba cái tải đầu ra này, chúng ta kiểm tra xem nó có chạm dập gì không đã rồi tính tiếp. Đây này, mặt thao ốc đây. Đối với sửa bo nguồn đấy, tất cả các thiết bị điện tử khi mà nó đã đang có vấn đề về nguồn đấy, các bạn nhớ xả tụ nhá, không là nó giật hoặc là không may ta vô tình hàn nó chạm chập nó nổ nhá. Nó nổ cái vị trí hàn hoặc là nó giật chúng ta giật mình đấy. Thấy sáng khách bảo là lỗ cầu chì nhưng mà mình trêu bảo là thế lỗ cầu chì thì nối lại về dùng thôi nhanh. Đấy nhá, giờ mình sẽ dùng mỏ hàn mình hút hai con này ra, hút hai con này ra các bạn. Mình hút hai con này ra. Nhấc nó lên thôi.
dỡ một đầu lên. Đấy. Rồi. Giờ mình sẽ đo cho các bạn xem nhá. Dỡ một đầu lên. Đây đồng hồ tăng 10 này. Các bạn quan sát đồng hồ. Lên này. Lên này. Lên này. Lên này. Hai con chết cả nhá. Hai con này nó lắp song song vậy là do nó chịu cái dòng lớn, nhưng mà hiếm khi nó chết cả hai con, trường hợp này nó lại chết cả hai con. Thông thường thì nó hay chết một con, nhưng đối với trường hợp này nó chết cả hai con các bạn ạ. Chết hai con thay hai con. Còn không thì chúng ta nắp một con nó vẫn chạy, nắp một con, nắp hẳn con to lên. Nó vẫn chạy bình thường. Nhưng mà người ta làm cái dòng nhà thiết kế, người ta thiết kế cái chỗ đó nó chịu tải lớn. Cái dòng nó lớn thì người ta thiết kế hai con song song thì nó bền. Còn hai con này chết cả. Giờ mình sẽ kiếm đi ốt để mình thay nhé. Lấy cái hộp đi ốt của mình xem nào. Lấy cái hộp đi ốt sung ạ. Cái muối này cũng hơi hở hở đây. Đây. Rồi giờ mình sẽ kiếm hai con đi ốt khác. Đây cái hộp đi ốt trong hộp linh kiện mình. Úi giời, may quá còn đúng hai con to các bạn nhé. Các con nhỏ này thì thay nó vẫn chạy nhưng mà nó không đảm bảo. Thay hai con to. Con này phải lấy cái kìm bẻ chân cho nó to thế này. Chân to thế này các bạn. Rồi, ok nhé. Giờ mình sẽ hàn. Hàn con này xong là chắc chắn là ăn tiền rồi các bạn ạ. Đúng bệnh luôn rồi. Vì cái dòng này mình sửa có nhiều, mình biết cái dòng Samsung. Con này là hàng không có mạng đâu các bạn, hàng thường thôi. Cũng không có, hình như nó cũng không có các kỹ thuật số đâu cơ. Con này hình như cũng không có kỹ thuật số đâu. Đâu nhỉ? Đây rồi, bây giờ. Một chú. Bây giờ cái chân này nó chắc thế này. Chân này không lên được. Đầu con đi ốt này to quá. Không phải đâu. Đây rồi. Lên. Đậu hơi đi ốt mình tháo mạch nữa nó hơi quằn. Một con. Thay tiếp con này vào nữa. Con này thì nhìn chân cẳng nó đẹp hơn. Các bạn nắp đúng chiều nhá, nó có họ có vạch trắng, cái đầu vạch trắng là đầu dương đấy, vạch trắng là đầu quay ra đây. Đây. Giờ mình sẽ hàn nốt con này và mình test cho các bạn xem luôn, rồi tiện thể mình mang máy ra sân mình phủi bụi cho khách luôn, phủi bụi cho khách luôn, như để như thế này thì bẩn quá, hoàng dễ bẩn. Rồi sẽ ok, giờ mình sẽ gá tạm vào. Gá tạm vào để mình bắt tạm một con ốc đi. Mình sẽ đóng máy cho các bạn xem luôn. Kiếm con ốc đâu nha. Đây rồi. Rồi các bạn. Ok. Ôi, vừa bỏ đâu nha. Ốc đây đâu Dương nhỉ? Ôi. Không thấy à? Bắt tạm một con vào đây không là đây không phải ốc trắng rồi, cái ốc trắng, ốc trắng để bắt bo này này. Ôi bữa nay đầu ốc trắng rồi, làm nó hay quên thật. Thôi rồi, một tay giữ đi đây nhá. Mình sẽ giờ mình cắm nguồn rồi mình test cho các bạn xem luôn này. Đây. Bạn nhìn này, có đèn đỏ này. Ấy giời, đấy máy đã khởi động, đã kêu tiếng rồi đấy. Đấy, led sáng các bạn. Bạn nhìn này. Led sáng rồi nha. Đây. Đây là màn hình chính của nó. Đây.
có nhũ hột rồi nhá. Đấy, máy đã chạy ngon lành các bạn nhá. Đấy, con này thì không có mạng, cũng không có hình như cũng không có truyền hình số đâu nhá các bạn nhá. Đó thì vì thường à, cái này muốn xem thì kết nối bóc ở ngoài hoặc là đầu ăn đầu kỹ thuật số của bên ngoài. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn sửa một cái ban bệnh của cái TV Samsung, nó bị không có đèn báo, mất nguồn. Đấy, một cách rất đơn giản trong mấy thao tác thôi là chúng ta đã sửa được con máy này rồi. Trước tiên là các bạn phải biết cô lập bệnh, thì chúng ta rút cái rắc này ra xem là led nó có sáng không. Nếu led sáng thì nguồn vẫn ok, còn nếu mà led không sáng thì chúng ta phải kiểm tra phần nguồn. Sau đó là chúng ta đo các tải đầu ra xem nó có chạm chập gì không. Rồi tiếp đến, nếu không chạm chập thì ta lại phải tính về cái phần dao động của mạch nguồn. Đấy. Rồi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video nhá. Hẹn gặp lại cho các bạn trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.